Rồi giờ mình sẽ đốt lửa lên ha, chơi bụi trần luôn đi. Giờ mình sẽ đốt lửa lửa lên là mình nướng cá nha. Nay đi nhà ngoại chơi bắt cá đâu chứ không có chim cò gì hết. Đó, cho nó có than đi, cá làm xong để lên nướng. Đây là cái nguồn dưỡng từ thiên nhiên tại chỗ xử lý. Hôm qua nó ngủ tao rồi, tao trần thủ giờ nhảy xuống lành lưới thủ luôn rồi đó. Chiều cái này lụm mới kia nữa xong, có con nào về nướng cho cái lụm ăn nữa, có lụm qua nướng tóc chiên con dạ. Tao thủ mò à, mò đi mò tới chiều cũng có nữa. Chê tao văng lưới không có này giờ, giờ đi mò rồi nó tao văng lưới không dính đâu, con mình mày. Ồ, quýnh quýnh cô quýnh quýnh vòng qua kia luôn ta, ghê à. Hy vọng là hôm nay được bội thu nghe, về chắc đầy tủ lạnh nha. Hai con rồi nè, nó 3 4 5 6 7 8, con này bự nhất nè, con này bự nhất luôn nè, 9 10 11, chúng biết là được 13 con mà hai con nằm trong cỏ không thấy à, hai con nằm trong cỏ không thấy. Đừng có gớt chừng đấy đâu. Thằng chuối. Đây, anh em nữa. Để làm hết ly đây anh ơi. Cá thì nướng xong rồi, giờ mình sẽ bào cây chuối ha. Má bào cây này là cây thần chuối luôn nè. Lấy cái lỗi. Đó, lỗi nè. Nó mướt tí đây. Cái này thôi. Tí ăn được cái lỗ chuối này không? Ăn được lỗ. Lát chấm muối ăn thử rồi biết. Chất lượng đây, thân chuối đại hiệp cây bị lớn vậy nữa không, lấy được cái lỗ bị lớn vậy nè đó, lấy hai cái thôi, từ từ hết lấy nữa, chuẩn bị nhập tiệc nha cả nhà ơi. Làm miếng chuối với thằng Khánh này, miếng chấm đây. Chơi vậy mới vui là trọng đúng không, kia có lùng đã nó không chịu đi thôi, nó mới tiền này mẹ nó la rồi đen. Làm cho nó lấy tiền đó, nó làm nó lấy á, ngày cứ được 50.000 á. Cái anh Chính hả, vô anh làm mấy cá không? Cần thủ chuyển qua lưới thủ luôn, cá nướng luôn. Anh dùng đi anh,
Không thấy được bia hả chú chồng? Không, một hai cảnh không sao. Vợ không có chửi. Không có. Em phát cái chuối này nè.